Nhà thuốc đông y Khương Chờ Thảo Dược vùng Tây Bắc xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Chờ. Hôm nay Khương Chờ giới thiệu các bạn một cây thuốc có tên là cây tần cửi nhé các bạn. Các bạn nghe tần cửi nhé. Đây là cây tần cửi. Quê mình và nhiều nơi khác gọi là cây thanh táo các bạn ạ. Cây thanh táo thì có hai loại các bạn nhé. Một loại thanh táo lá xanh và thân xanh. Còn loại thanh táo này lá xanh nhưng thân tím các bạn nhé. Nhưng cả hai loại thanh táo đều làm thuốc giống nhau. Cây thanh táo cả hai loại đều lá mộc, lá thân cành mộc đối nhé. Lá rộng từ 1,5 đến 2 cm, dài từ 5 đến 10 cm các bạn nhé. Cả hai mặt lá cây thanh táo đều không có lông. Đây các bạn này, cả hai mặt lá đều không có lông. Mặt dưới gân nổi rõ rệt có màu tím các bạn nhé. Mép không có răng cưa, lá thuôn dài hình lưỡi mác. Cây tầm cửi hay là cây thanh táo làm cây thuốc dùng trong nhân dân các bạn ạ. Như quê mình ấy thì mình cứ thỉnh thoảng là những người bị ngã, bị thương sang chấn ấy thì lấy cái lá cây thanh táo này này giã nhỏ ra, cho chút rượu vào, hơ nóng đắp vào những nơi bị ngã, bị đánh, bị thương ấy, thì nó sẽ tan máu bầm ra các bạn nhé. Ngoài ra cây thanh táo này, cái lá nó ấy, thì mình hay dùng cho những người bị bệnh ho hen lâu ngày nhé, nhất là hen kéo cứ lên ấy, thì bạn lấy cái thanh táo này đem về băm ra nhé, phơi hoặc sao vàng đun cho bệnh nhân bị ho hen lâu ngày uống các bạn nhé. Ngoài ra cái rễ cây thanh táo uống để cho nhuận tràng các bạn nhé. Nhưng mà mình hay dùng nhất cái rễ cây thanh táo này vào trong, cho vào trong các vị thuốc khớp các bạn, đau xương đau khớp các bạn nhé. Đây, vì sao đau xương đau khớp? Bởi cái đốt của nó này các bạn nhìn nó như cây gối hạc các bạn, như là cái đốt khớp ấy, cho nên là chữa bệnh khớp rất là tốt bằng cái thanh táo này nhé. Ngoài thuốc khớp tôi còn làm trong bảy thuốc gan các bạn nhé. Cây thanh táo một nắm, cây nàng nàng một nắm, cây chỉ thiên một nắm, cây thiên thảo một nắm, cây bòn bọt một nắm, cây cỏ tháp bút một nắm. Tất cả các vị trên các bạn làm thành một thang thuốc cho bệnh nhân bị vàng da nhé. Nếu mà bệnh nhân mà bụng trướng nhé, trướng to ấy, thì các bạn cho thêm tôi một ít rễ vỏ lụa, rễ cây sòi nhé các bạn. Có biết cây sòi đấy nhé. Đây là bài thuốc hôm nay tôi giới thiệu các bạn, một bài thuốc từ cây tần cửi này. Ngoài tên tần cửi là tên chung, còn các nơi mỗi nơi có một tên khác nhau, như quê mình gọi là cây thanh táo các bạn nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.